Từ lực Book và Đinh Quang Thái trân trọng kính chào quý khán giả. Hôm nay đã là thứ hai, 29 tháng 8 năm 2022. Kính mời quý vị theo dõi một câu chuyện trong ngày với chủ đề Lãnh đạo hói đầu vì thích xem phim sex Thưa quý vị, một nữ streamer khá có tiếng ở trên mạng xã hội tại Việt Nam đang bị Cục An ninh mạng của Bộ Công an truy tìm sau khi cô này đưa ra những lời bình luận được cho là xúc phạm lãnh đạo À, trong cho một cái buổi phát hình trực tiếp trên Facebook Gaming. Bản tin của Ban Việt ngữ đài BBC London cho biết là đoạn video lan truyền trên mạng ghi lại à, câu bình luận của nữ streamer Milona đã bị công an quy tội là xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mời quý khán giả xem đoạn video của streamer Milona. Những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói. À, ok không Thế chắc mấy bác chủ tịch nước toàn Chả làm cái mất gì suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng Nên là bác hỏi hết Đầu đĩa quần tóc luôn Và sợi lơ hơ không Tại làm ăn gì đâu Chả làm ăn gì Suốt ngày ở nhà xem phim 18 tắm cộng Thế vì, vì cái đoạn video đó cô Milona nói uh, nhỏ cho nên nghe có thể không rõ nhưng uh, ban Việt ngữ của đài VOA tức là đài tiếng nói Hoa Kỳ đã chép lại đoạn này chúng tôi xin đọc nguyên văn như sau những người xem phim 18 cộng chúng ta biết là 18 cộng có nghĩa là tuổi từ 18 trở lên đó. hàm ý là những cái phim uh, về vấn đề chăn gối khiêu dâm vân vân những người xem phim 18 cộng nhiều thì thường hơi bị hói ok không chắc mấy chú mấy bác chủ tịch nước ở nhà chả làm cái mẹ gì, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng nên bác ấy hói hết, đầu còn vài cộng lơ hơ, có hiểu không? Tại làm ăn gì đâu, chả làm ăn gì cả, suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng thôi. Milona tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, sinh năm 1996, được xem là một nữ hot streamer trong game Liên Minh Huyền Thoại và kênh YouTube có hơn một triệu người theo theo dõi và một lượng fan rất là đông đảo. Bản tin của đài VOA Ban Việt Ngữ cho biết là vào chiều ngày 26 tháng 8 vừa qua, đại diện an ninh mạng thuộc Bộ Công an của nhà nước Hà Nội xác nhận với báo chí về việc đang truy tìm nữ streamer Milona để điều tra về những phát ngôn xúc phạm lãnh đạo cao cấp của cô. Trước đó thì vào buổi sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết đang xác minh xử lý đó là từ ngữ trong văn bản của Hà Nội xác minh xử lý đối với nữ streamer có những phát ngôn thiếu chuẩn mực xúc phạm đến lãnh đạo cấp cao Thưa quý khán giả, kể từ khi một luật an ninh mạng mà do Nhà nước Cộng sản Việt Nam ban hành cho đến này tức là ngày 1 tháng Giêng năm 2019 cho tới bây giờ rất nhiều người dùng mạng xã hội đã bị xử phạt à, từ hành tránh cho đến phạt tù về những nội dung trên à, đăng trên mạng của họ. Gần đây nhất thì một số nhà hoạt động cũng bị bắt giam phạt tù về những nội dung chống tiêu cực, chỉ trích Đảng Cộng sản, chỉ trích lãnh đạo, chỉ trích chính quyền vân vân. Tiêu biểu là nhóm phóng viên của báo sạch cũng bị bắt, các nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, Lê Dũng Vova, Nguyễn Lân Thắng vân vân đều bị bắt giam về những cáo buộc liên quan đến các nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội của họ. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế như là Amnesty International, tức là ân xá quốc tế, Human Rights Watch, cho rằng luật an ninh mạng của Việt Nam là một bước lùi khi hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân. Trao công cụ cho giới cầm quyền bóp nghẹt không gian ít ỏi mà người dân có được để chia sẻ những ý kiến cá nhân của người dân. Loạt an ninh mạng còn vi phạm quyền riêng tư khi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải lưu trữ dữ liệu người dùng ở trong nước và cung cấp các dữ liệu này cho nhà cầm quyền mà không cần có lệnh của tòa án. Bản tin của Ban Việt ngữ Đài RFA, tức là Đài Á Châu Tự Do, thì cho biết mạng xã hội Lan truyền đoạn video cắt ra từ một buổi phát hình trực tiếp của streamer Milona, tên thật là Nguyễn Thị Thanh Loan, sau khi đọc được một bình luận của một người nói về những người bị hói đầu. Cô Milona phản ứng lại bằng cách lấy chủ tịch nước ra làm ví dụ. Nguyên văn đoạn video cô gái này nói, Những người xem phim 18 cộng nhiều thường hơi hói. À, ok không? Chứ chắc mấy bác chủ tịch nước toàn chả làm cái mẹ gì cả. Suốt ngày ở nhà toàn xem phim 18 cộng nên là bác hói hết. Cái chữ này chúng tôi phải đọc tắt bởi vì cô dùng cái chữ trừ uh, uh, chữ tục của tiếng Việt Nam. Đầu đê còn tóc luôn. Đầu còn vài sợi lơ hơ đúng không? Tại làm ăn đê gì đâu. Chả làm ăn cái gì cả. Suốt ngày ở nhà xem phim 18 cộng. Phát ngôn của streamer Milona không nhắc đến cụ thể chủ tịch nước của quốc gia nào. Nhưng nhiều người Facebook nghĩ rằng streamer Milona ám chỉ một trong tứ trụ của nhà nước cộng sản Việt Nam, tức là muốn ám chỉ ông Nguyễn Xuân Phúc, hiện nay là chủ tịch nước. Một luật sư nhân quyền không nêu tên, hiện đang sống tại Hà Nội, nói với ban biệt ngữ Đại Arabay rằng phát ngôn của cô Milona không gây nguy hại gì cả. Mà đó chỉ là lời bông đùa của nữ streamer này mà thôi. À, vị luật sư nhân quyền này nói tôi tức là vị luật sư nhân quyền đó, nói rằng tôi thấy việc cơ quan quản lý đe dọa xác minh xử lý và dư luận đa phần giới trẻ yêu cầu phải xử phạt là khá hài hước vì họ không hiểu thế nào là quyền tự do ngôn luận việc hành xử của cơ quan nhà nước và đại đa số giới trẻ khiến tôi liên tưởng tới thời phong kiến khi ai đó nói năng phạm húy tới nhà vua sẽ bị phạt mà không ngày nay phạt mà ngày nay chúng ta sống ở xã hội hiện đại không phải phong kiến như ngày xưa nữa. Lối tư duy như vậy theo tôi là cực kỳ nguy hại khi tâm lý sợ hãi, kiêng dè, lo lắng, phạm hủy lãnh đạo đang ăn sâu vào suy nghĩ của quần chúng. Dần dần lối suy nghĩ đó sẽ trở thành phục tùng, không dám phản kháng khi lãnh đạo cấp cao có hành xử sai trái. Ban Việt ngữ Đài Arabe viết việt nam là một quốc gia độc đảng do một mình đảng cộng sản cai trị thường ít dung thứ đối với các phát ngôn chỉ trích trái chiều trên mạng xã hội và ở cả ngoài đời tổ chức freedom house nhiều năm liên tiếp xếp nhà nước hà nội vào nhóm các chế độ không có tự do internet do áp lực ngày càng tăng của chính phủ việt nam đối với các mạng xã hội lớn của nước ngoài để hạn chế và kiểm duyệt nội dung được coi là nhạy cảm hoặc quan trọng đối với nhà nước. Thưa quý vị, chúng tôi vào trong trang Việt ngữ của Đài uh, Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA thì thấy rất nhiều uh, người đã viết lời bình luận gửi vào. Chúng tôi chỉ lấy ra một số lời tiêu biểu sau đây mà thôi. Người đầu tiên là Minh Lưu viết như sau. Thực ra, hói cũng có cái lợi là thay vì người bình thường tốn khoảng một phút để chải tóc, thì người hói chỉ tốn khoảng 10 giây. Nhưng ngược lại, người bình thường tốn 10 giây để rửa mặt, thì người hói tốn đến 1 phút vì mặt dài đến đỉnh đầu. Đó là Minh Lưu. Người thứ nhì là Minh Chay, thì viết rằng, à, thì ra ông Nguyễn Xuân Phúc bị hói vì coi phim 3X nhiều quá. Minh Chay viết, người Việt mình thường kỵ bị gọi là Trần Văn Trụi hay là Trần Thị Trụi, vì nó hàm ý một sự trơ chén, bất lực hay kém thẩm mỹ dám gọi các vị lãnh tụ nước ta là hói thì đúng là phạm thượng phải bị trừng trị. Nếu thật sự các ngài lãnh đạo không có gì làm hàng ngày mà phải xem phim X thì cũng tốt hơn là các ngài ngồi đó suy nghĩ tìm cách moi tiền của dân. Hay là các ngài suy nghĩ cách chấn áp phản động thì dân còn khổ hơn nhiều nữa. Có thể thời gian đi làm cách mạng hy sinh mọi bề nên khả năng truyền giống của các vị lãnh đạo ấy kém nên việc xem phim 3X củng cố là việc tốt để các ngài hồi phục và cảm thấy được hồi sinh tràn đầy sức sống của tuổi thanh niên. Và nếu không vậy thì các chương trình thi hoa hậu trong nước sẽ không được tổ chức nữa. Vậy tôi hoan hô và ủng hộ lãnh đạo ta xem phim 3X vừa có lợi cho nhà nước, vừa bớt hại cho người dân và cho các cô chân dài có thêm thu nhập. Hoan hô. Ai cũng thế trừ bác Hồ sinh lực càng già càng sung mãn đến gần 70 tuổi mà vẫn còn thích gái tờ. Thưa quý vị, đó là nguyên văn cái lời bình luận của một độc giả đài viêu, độc giả đã tên là Minh Chay. Độc giả khác là anh Tư Râu thì viết rằng, tên Phúc nào đó tự dưng đưa đầu ra tự nhận con bé nó nói về mình. Chuyện trẻ con mà làm lớn chuyện, to đầu mà còn dại. Thú thật quý vị xem xong rất nhiều cái lời bình luận. Tôi thấy nhiều lời bình luận hay, khôi hài lắm. Chỉ nói một điều rằng, ở tại nước Việt Nam mình là nói tới cái đầu hói không thôi là có thể bị đi ở tù như không. Mặc dù không biết ai đầu hói. Chúng ta là một dân tộc có trên 100 triệu dân. Bây giờ chúng tôi đoán là cái số người bị hói đầu chắc cũng không phải là ít đâu. Phải trên một vài ba người, năm người, một trăm người gì đó. Thì việc gì mà cái ông Nguyễn Xuân Phúc hay là lãnh đạo của đảng lại nhận là cái cô này nói về mình. À, xin đọc lại cái câu của anh Tư Râu gửi cho đài VOA. Anh viết, Tên phúc nào đó tự dưng đưa đầu ra tự nhận con bé nó nói về mình. Chuyện trẻ con mà làm lớn chuyện, to đầu mà còn dại. Thì quý vị, chúng tôi đọc được một cái chuyện vui đưa trên Facebook. Tôi xin được đọc hầu với khán giả để kết thúc một câu chuyện trong ngày hôm nay. Câu chuyện kể rằng, Một ông chạy ngay đường phố ở Sài Gòn là lớn Nguyễn Văn rằng, Nguyễn Xuân Phúc bất tài vô tướng suốt ngày xem phim X nên bị hói đầu. Hậu quả là ông này bị công an bắt và đưa ra tòa, phạt tù 10 năm vì nói lên sự thật của chế độ. Chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nhà sách tự lực hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đi dọc Hà Nội của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đi dọc hà nội là hình ảnh một hà nội thăng trầm theo dòng lịch sử nhưng ở đây là một lịch sử khác với những cuốn sách sử khoa giáo mà là một lịch sử phong tục những lối ăn ở sinh hoạt những thứ vật chất đã sinh ra và mất đi trong một đô thị nguyễn ngọc tiến tỉ mỉ theo dõi và tìm tòi những tư liệu lịch sử của một hà nội còn chưa được đào xới hết từ những chuyện di sản như những con đê trong thành phố những chiếc ban công kiểu nhà tây vỉa hè cột điện nơi sống và nơi chết của con người cho đến hàm răng đen của người phụ nữ thành thị xưa từ những phong tục gần với nếp sống ở làng quê xưa đến những thứ chỉ hà nội mới có Tác phẩm Đi dọc Hà Nội của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến hiện đang được bán tại nhà sách tự lực 14318 Rooks Street, thành phố Garden Grove, CA 92843, USA, điện thoại 1888 7749 và 714 676 8310 và tại trang nhà tự lực.com.